Cái này là cái hít kính. Cái hít kính nhá. Ừ. Ơ xe bóc luôn. Bóc phải mua hàng kiểm tra con ạ. Đấy, hít kính. Thôi được rồi, xé ra con. Thằng còi kia vẫn ăn cháo à? Thằng còi vẫn ăn cháo à? Thôi được rồi, ra rồi. Hít kính. Hít kính, hít gạch. Bao qua đây. Hít được 80 đến 100 cân nhé. Bóc cái nạn này nữa nhá. Ờ, bao qua đi. Đấy. Ôi bố, cắt tất cả hộp nha bố. Cắt ra, à không cần cắt, con kéo ra được mà. Đấy, gập nó vào ra ngay rồi đấy. Cạnh ăn đít ra cũng được. Đến bóc cái nạn này ra nha. Đấy. Ui, cái này to thế, ui lòi to thế. Rồi, đút đâu, không cần cắt con, rút ra. Không rút được. Rút được. Đổ nó ra. Ấy, đừng có vỗ tay vào mà đổ bát nó ra. Nào, này cho kim này. Nào, kim này. Đấy. Ở đây sao để đây hít. Hít kính, cái này này hít kính, hít gạch. Kính nào? Đấy. Cái này hít kính, hít gạch đây. Nhất. Nào. Nhất cái này ạ. Đây này. Đấy. Nhấc lên. Kẹp tay đấy. Chắc không? Rất là chắc. Không chắc quá bố. Đây để từ từ. Vẫn là dính rồi này. Úi. Đấy rồi. Đâu hút đâu. Đấy nó hút đấy. Hút chưa chưa hút đấy. Hút gạch, hút kính. Ngồi yên cũng phải đang đau tay. Đấy. Nào, cũng mày cứ giữ ấy, tao đổ. Nào, đấy. Đấy. Nào,
không ngã bây giờ đấy nào. Nhấc lên, nhấc cử. Đây này. Đấy. Đây. Nó mà tôi. Đây thử. Đây các. Thử nhấc đưng ấy để bố nhấc thử xem. Đấy. Đây nhấc kìa. Đấy. Sập vào tay đấy. Thôi đâu rồi, chỉnh bên kia đi. Bố. Ừ. Sao? Cái gì? Nhưng mà đập vào để vỡ được. Được. Vỡ làm sao được? Không. Đấy. À. Đau không đâu. Quay đi à. Quay sao đó. Sao nhờ ở đây trắng bóng à? Hút kính, hút gạch. Con không hút được cái đấy vỡ. Kính đấy là vỡ. Hút để gạch vật nặng thôi. Đi xuống. Đồ chơi ạ. Rồi, nhấc thử nặng quá, kéo. Nguyên là trần. Đây bố xem cái hộp ấy nào. Nâng được 100 đến 80 cân này. Toàn chữ Trung Quốc. Cho kim ăn hết rồi. Sao bố mở được à? Nó hút lúc phải dây quay. Dây cơ. Đấy, quay như này là hút lấy được mà. Cần gì phải nhấc cái. Ôi, mình bắn luôn. Nào. Có này rồi. Ăn xong con hút đi. Đây à. Đấy. Đấy kẹp. Thôi được rồi. Đấy. Kéo không? Kéo mạnh không? Đấy, bên này. Bên này bố kéo lên chị. Đấy. Ấn xuống để bố kéo, ấn xuống để bố đẩy. Rồi. Cái gì? Ờ, nhấc rồi. Nào, thử máy đi. Nó sập vào tay đấy. Sập vào tay đấy. Sập vào tay chết. Ừ. Nào nhấc thử lên xem được không. Nào. Nào. Nào này muốn nhấc. Ui. Ui. Đấy. Đấy. Rồi được rồi. Đấy. Đây dịch. Đấy. Cái này mua để làm gì? Mua để hút cái ngoài kia. Rồi được rồi, tháo sập. Sập. Con hất từ dưới. Nhưng mà hất ở dưới thôi, bỏ tay ra hất ở dưới lên. Ờ. Đừng chạm vào đây, hiểu được. Hất lên. Ấn lên, hất lên. Kệ nó sập. Hất nhà này. Ấn đẩy một phát. Đấy. Đấy. Bên này cũng thế. Đấy. Được rồi. Bỏ ra, xoay. Đấy, từ từ cho nó ra. Bố, cái gì đấy? Bố, cái gì đấy? Cái hút gạch. Cái gì đấy? Cái hút gạch. Đấy, nhấc nhẹ.